Đi đó chú ơi, quay bản khuông đi. Bản khuông á? Bản khuông tiếng Kinh là gì hả chú? Bản khuông tiếng Kinh là gì? Bản khuông tiếng Kinh là gì? Bản khuông à? Đây là xóm bản khuông xã Sơn Lộ. Nhưng bản khuông tiếng Kinh là gì? Bản khuông là gì? Tiếng Kinh à? Kinh, chú có biết nói tiếng Kinh đâu. Đây là nhà sàn của người Tây. Hôm nào phải quay kỹ hơn. Con nào hôm nọ đi thăm con gái à. Ở được 2 ngày. Đây mà đứng lên cao quay được hay hơn. Gần đường thanh niên đi xe giống như là đi đua. Nhà sàn này đẹp lắm, chưa nên hết đâu nhưng mà đẹp lắm. Hôm nào nên hết thì quay một bữa, quay một trận để cho mọi người xem. Đấy, nhà sàn này, nhà sàn của người Tây. Đây là được dạng nhà cao rồi. Cách đây 5 năm đổ về trước thì đây là chưa có đường. Chưa có đường đi, đường bé tí. Chưa có điện này. Bây giờ thì mới có điện. Và có đường đi. Tôi nhìn thấy cái cảnh này tôi cảm thấy cuộc sống nó rất là thanh bình, yên ấm. Cuộc sống thanh bình, yên ấm. Vùng quê này nhà. Cây có ruộng trâu. Đó, quê hương tôi cũng như thế. Quê tôi cũng giống như vậy. Nhà tôi cũng giống như vậy. Tội là chỗ cũng vui đâu, có nhà sàn nữa rồi. Sống phát triển. Cách đây 5 năm thì làm gì đâu có ô tô qua đây đâu. Chưa có đường, giờ đường qua rồi. Đây như là đồng lúa này. Trang phục của người dân tộc Tây đấy, áo tràm, quần vải, áo tràm. Rồi, hẹn gặp lại các bạn.